dữ vậy trời. Mưa gió hoài là măng được con mẹ vậy hết trơn. Thất nghiệp cả tuần nay đồ con đỉ mẹ nó từng điện, từng nước, từng nhà, ô tùm lum tùm la hết trơn. Má ngàn lớn, lo đủ thứ hết. Cơm áo gạo tiền. Mấy ngày hôm nay em có một chút tâm trạng nữa. Đã nghèo rồi đủ má gặp xăng lên giá nữa. Ghét không dám đi đâu, toàn nhà không. Làm chết con đỉ mẹ luôn, lương thì không có nhiều hết trơn. Phải chứ con vợ của mình nó hiểu mình được phần nào cũng đỡ biết mấy. Má nó đói tới nơi không lo, lo đủ không. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh.